Chương trình này được bảo trợ bởi Loan Factory 714-444-9999, thắp bạn so sánh. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Buổi sáng sẽ lại hấp dẫn với món sausage McMuffin with egg thơm ngon của McDonald's. Hiện nay, bạn có thể được hai bánh này để ăn sáng chỉ tốn 4 đồng rưỡi. Lan Hoàng chụp thị trở lại với tất cả quý khán thính giả. Trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo, chúng tôi gửi đến quý vị tin tức này không chỉ riêng với quận học khu của Los Angeles đâu, mà nó diễn ra ở khắp các học khu. Con số nó không có tăng nhiều như học khu Los Angeles, nhưng mà cái số đó cũng cho thấy rằng đại dịch này bao nhiêu phụ huynh tử vong, nhiều em không còn bố mẹ nữa. Gia đình có khả năng có thể là còn ông nội, bà ngoại, bà nội gì đó, nhưng mà họ già quá, họ đâu có chăm sóc được. Rồi để cho cô, chú, rồi vấn đề mà quý vị biết nhà cửa, rồi nhiều người không có đưa các em đi học vào buổi sớm được, rồi sắp xếp rất là khó khăn. Rồi các em đi xe bus cũng sợ vấn đề an toàn cho các em. Thứ nhì nữa là việc mà Covid-19 sợ rồi bị lây nhiễm, cho nên cái số trường hợp nó giảm tới 26.000. Ở các học khu khác cũng số trường hợp này giảm, một phần vì cái số người tử vong quá. Cho nên đó là những lý do là dẫn đến cái tình trạng ngày hôm nay. Thêm một điểm nữa là ngày hôm nay cơ quan FBI đưa ra cái số liệu để cho thấy rằng điều rất là ngạc nhiên. Tôi đọc con số này cũng ngạc nhiên vô cùng. Mình tưởng đó là năm 2020 là thời gian đại dịch cao nhất, người nào ở trong nhà người nấy, cái chuyện mà quý vị thấy ra đường rất là ít, phải không ạ? Ấy vậy mà họ nói năm 2020 số trường hợp giết người mà rõ ràng có chủ ý đó, tức là đi giết người khác, ăn cướp hoặc là giết hoặc là giận hoặc là như thế nào đó, tăng 30% so với năm 2019. Mà 2019 sinh hoạt bình thường thì cái số đó không phải là giảm, có tăng nhưng mà không có nhiều như 2020. Cho nên họ nói rằng cái chuyện này, cái chuyện mà giết người rồi đâm chém hoặc là cái tai nạn đã xảy ra như thế nào thì, nhưng mà họ nói rằng phần lớn 29.4% hay là 21.750 trường hợp là gia tăng hơn so với năm 2019 khoảng 4.900 trường hợp, 5.000 vụ án mạng giết người mà cơ quan FBI ghi nhận được cho đến ngày hôm nay. Và họ nói rằng tính từ thập niên 90 đến giờ chưa bao giờ mà số cái vụ án mạng giết người nhiều như năm 2020. Bây giờ thì sắp hết năm 21 rồi, mình chưa biết được cái số liệu đó trong từ ngày đầu năm đến giờ này có tăng nhiều. Nhưng mà quý vị cũng thấy đó, những cái trường hợp mất tích, những cái trường hợp án mạng và có những trường hợp chưa giải quyết được thì sẽ chờ đợi cho đến đầu năm 2022 chúng ta sẽ biết được năm 21 này. Khi mà mở cửa lại thì có phải cái chuyện mở cửa lại là làm giảm bớt những cái vụ án mạng hay không? Bởi vì năm 2019 mọi người đi sinh hoạt bình thường thì không sao hết. Vấn đề năm 2020 ở trong nhà vì vấn đề tinh thần đầu óc như thế nào đó mà là người ta lại ra đường để đi giết người nhiều hơn nữa. Mà trong đó những cái vụ mà quý vị thấy là xuất hiện ở ngoài đường phố rồi bắn nhau rồi hầu như ở Chicago. Họ nói có những nhiều khu chẳng hạn như Chicago, Illinois này nọ vân vân thì là số trường hợp mà giết người nó nhiều hơn những cái khu vực khác. Nhưng mà nhìn chung tổng thể của cả nước Mỹ đó tăng 30% quá nhiều luôn. Ngọc Lan nghĩ giống như trong thời gian qua khi mình làm nhiều cái chương trình, bản tin trong chương trình Cà Phê Sáng đó, những cái vụ bạo hành trong gia đình, giết người ngay trong gia đình luôn, nó cũng tăng lên. Thì cũng có người đưa ra nói rằng là do cái, có thể là do người ta bị cái áp lực trong thời gian bị Covid, rồi cái tinh thần họ bị ảnh hưởng, có rất là nhiều cái lý do. Thì mình cũng phải chờ những cái thống kê đó để xem nó như thế nào. Nhưng mà một cái tin nó vui vẻ hơn một tí, đó là cái chuyện mà các em bé mà mang khẩu trang đi học đó. Nhiều phụ huynh á là lo sợ là các em nhỏ quá, các em mang khẩu trang đến trường các em sẽ tháo ra nó bực bội. Nhưng mà ở đây có một cái cậu bé này mới học lớp 1 thôi, Manson Pupil ở Las Vegas. Thì trong cái ngày mà ở trường chụp hình á, ở trường cho chụp hình, thì
Cái lúc đó những người chụp hình nói là con có thể tháo cái khẩu trang ra để chụp hình. Cái đó, no thank you. Mẹ cũng nói không có nên tháo, chỉ tháo ra lúc ăn thôi. Có nghĩa là đúng nguyên tắc như vậy. Nguyên tắc luôn. Không, không tháo là không tháo. Thì thành ra cái bức hình của em học sinh lớp 1 này á, nó trở thành giống như là một cái biểu tượng cho cái chuyện rằng là em rất là vâng lời. Và cái chuyện mang khẩu trang đó em đã được mẹ em hướng dẫn rất là kỹ. Bởi vì ở trong năm 2020 đó, có thể là do em cũng là người đã chứng kiến ông ngoại của em qua đời vì Covid-19. Cho nên cái điều đó nó ảnh hưởng. Thì khi thần mà kinh luôn và cái câu chuyện này được đưa lên rằng là cái cậu bé này nói theo lời mẹ là không có tháo khẩu trang ra trừ cái lúc ăn ở trường mà thôi, ngay cả chụp hình cũng là đeo khẩu trang, thì nhiều người người ta thấy dễ thương quá, người ta mới nói là muốn tặng cho em một cái món quà gì đó để mà khích lệ em, vân vân. Thì mẹ em mới nghĩ ok, thế thì lập cho em cái trang giống như là GoFundMe. Thì đến ngày hôm nay á, là cái số tiền của em lên đến là hơn 20,000 đô la rồi. Thì mẹ em nói sẽ sử dụng cái tiền này để cho em vào đại học khi mà em trưởng thành. Bây giờ em mới học lớp 1 thôi. Rồi anh trai của em thì học lớp 3 cũng ngôi trường đó. Rồi một đứa em trai nữa mới học kindergarten của ngôi trường đó. Có nghĩa là cả ba anh em đều được người ta chú ý, thì nó quá là dễ thương. Mà nói đến chuyện GoFundMe, quý vị có thể công nhận ở nước Mỹ này họ rất là hào phóng trong cái việc mà tặng tiền, phải không ạ? Nhiều người họ cho tiền rất là thoải mái luôn nữa. Nghĩa là chỉ cần GoFundMe mà họ cảm thấy cái trường hợp đó tội xứng nghiệp đáng. Hoặc là họ thấy dễ thương quá là họ cho tiền. 5-10 đồng thì họ có cho, mà quý vị tưởng tượng 1.000 người thì cũng bao nhiêu tiền rồi. Và nói đến tiền thì quý vị đã nhận được cái tiền mà hỗ trợ cứu nguy đợt nhì của California chưa? 600 đồng. Mà quý vị biết đó, là cái việc 600 Mỹ Kim này là mình phải khai thuế. Họ phải có hồ sơ thuế, quý vị đã khai rồi. Và họ nói mặc dù cái deadline của IRS là ngày 15 tháng 4, nhưng mà riêng với California đó, miễn làm sao quý vị khai thuế trong năm 2020, hoàn toàn hoàn tất hồ sơ, thì quý vị sẽ nhận được nếu như cái tiền lương mà họ cho phép theo chiếu theo cái quy định của California. Thì tin tức sáng ngày hôm nay họ nhắc nhở một lần nữa, quý vị nào chưa nhận được 600 mà vì vấn đề hồ sơ khai thuế của mình bị trục trặc đó, thì quý vị cố gắng làm sao để hoàn tất cái thủ tục này. Bởi vì đến ngày 15 tháng 10, nếu như hồ sơ thuế của quý vị chưa hoàn tất thì sorry, tiền sẽ không đến nhà của quý vị được. 15 tháng 10, California sáng nay báo cho biết là hạn chót để hoàn tất thủ tục hồ sơ. Bởi vì họ không có cách nào gửi tiền cho quý vị 600 cái chi phiếu đó. Chúng tôi biết được có những cái gia đình chúng tôi quen biết đã nhận được rồi. Và họ nói rằng chứ cần khai thuế, mà cái chuyện khai thuế cũng dễ dàng, phải không ạ? 600 Mỹ Kim, nếu như quý vị có at least one dependent, một trẻ em ở trong nhà quý vị phải nuôi, thì cái số tiền thêm nữa cho các em là 500 Mỹ Kim nữa. Thì đây là tin tức mà ghi nhận được. To qualify, mà bất cứ một cái cư dân của California nào từ 1 đồng cho tới 75.000. Cái maximum, cái tiền mà tối đa mà quý vị có tiền lương đó trong năm 2020 là 75.000, thì quý vị sẽ nhận được. Đó là chiếu theo cái tiêu chuẩn. Lẽ đương nhiên quý vị phải có cái số an sinh xã hội. Mình đi làm thì mình có số an sinh xã hội để đóng thuế. Thì đó là những tiêu chuẩn. 15 tháng 10 quý vị nhé. Cũng lại liên quan đến tiền nữa. Nhưng mà hết giờ rồi. Hết giờ rồi hả? Vậy mai nói tiếp. Chúng ta tiếng nói thì chúng tôi đèn đã thấy lên rồi. Thôi thì mời quý vị ở lại với chúng tôi để tiếp tục với Thời sự Thế giới, nhiều bản tin quốc tế, rồi có thêm nhiều tin tức khác nữa để gửi đến quý vị ngay sau phần quảng cáo. Tạm chia tay với Ngọc Lan. Xin chào anh Thị. Xin kính chúc quý khán giả một buổi sáng đầu ngày thật là vui vẻ, nhiều niềm hạnh phúc.